从来没一点归宿，未知去向还有追逐，绝路能挨过，不需要庆祝，无人会祝福。埋藏下就不结果，前途边界尽流放。Bangkok, Thái Lan, năm 2010. Muốn mua gì không? Từ đâu tới vậy? Hồng Kông. Người Hồng Kông, sầu riêng cơm vàng chính tông Thái Lan, không mua thì uổng lắm đó. Đi coi. Cần gì phải coi chứ, trái nào cũng ngon như nhau. Chưa chín, thịt vỏ chưa tách. Gai dính chùm với nhau thì chín quá rồi, sẽ hơi đắng. Nè, không mua làm ơn đi đi. Cảm ơn. Cường chín ngón, thay đổi hành trình. Địa điểm chùa Thái Lan. Khách quý, muốn đi đâu, Soi cowboy. Soi cowboy, không thành vấn đề, lên xe. Hai người cho 200 nha. Không, một người 100. Ngồi đi, để ngồi, xin mời. Hai người đi tới cowboy để làm cái gì vậy? Đương nhiên là tới Bagogo rồi. Trời ơi, bây giờ Bagogo hết thịnh hành rồi. Nè, hai người đẹp trai như vậy, để tôi đưa hai người tới một chỗ mới, tới đó tán gái càng tuyệt vời hơn. Sao hai đại ca? Đi, nhanh lên. Dạ, không thành vấn đề, nhanh lắm. Nhanh vô cùng. Người đẹp, qua đây ngồi đi, anh mời em uống nước. Sorry. Sit here, I buy you a drink. Cô thật sự không biết câu tiếng Hoa nào hết sao? Hả? Đừng nói tôi dỗ nước lạnh cậu nha. Tôi sợ cậu đưa tới miệng có thêm khúc xương đó. Trời, đại ca, sao anh nói vậy? What are you talking about? Anh muốn em ngủ với anh 2-3 đêm, ok? Nè, thằng quỷ,
Cậu quên mất, tối mốt có chuyện quan trọng phải làm à? Yên tâm đi đại ca, cho nên tối nay em nhất định phải chơi hết mình đó. Stay with me tonight. Maybe. Excuse me, I need to drop a makeup. Okay. Đúng là càng nhìn càng hấp dẫn. Không biết khả năng thế nào nữa. Tối mốt, mục tiêu của hành động. Nhìn mà thấy phát ớn. Xin lỗi nha. Nhìn đường đi. Đau sao? Không sao, không sao, không sao. Ok. Ok. Được, cảm ơn nhiều nha. Sao rồi hả? Cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Cảm ơn. Bye. Dọn dẹp phòng. Đang tìm gì đó sếp? Quỳnh Tường. Chà, kẻ nào to gan bắt sếp trác của chúng ta tới đây mồi trác vậy ta? Anh em đóng kịch đóng cho trót thôi, đâu có tư thái như cậu. Đừng có giỡn nữa, trả tờ giấy cho tôi. Lâu rồi không thi đấu với sếp rồi. Sếp trác. Hơn sếp một tờ giấy vụn nhỏ xíu vậy thôi. Còn bộ sếp không còn phong độ như ngày nào nữa rồi. Đã tới lúc phải suy nghĩ, trao lại gậy cho tôi rồi. Giao hết cho cậu cũng không sao. Nhân hổ khẩu kim, Doãn bách khẩu quản, khẩu sa. Cường chín ngón khoanh chín chữ này trên tờ báo. Có lẽ là mật mã thì phải. Nhưng nó có ý nghĩa gì đây ta? Kho hàng số 8. Đây là mật mã nhanh. Bát, khẩu, xảo, hổ, nhân, kim, doãn,
khẩu Quảng Sa. Nhưng Bangkok có nhiều kho hàng, Cường Chính Ngón hẹn người ta ở kho hàng nào đi, làm sao đoán? Lúc nào cũng muốn thắng tôi, cậu thua cũng còn chưa biết tại sao nữa. Thuốc say sống tức là đường thủy rồi, sao mình nghĩ không ra chứ? Nhưng mà thời gian, địa điểm chúng ta vẫn chưa biết. Chúng ta làm sao đoán được Cường Chính Ngón bàn chuyện làm ăn với tên trùm nào ở Thái Lan đi? Cường Chính Ngón và người dẫn đường của hắn đều cẩn thận vô cùng. Chúng ta cài máy nghe lén cũng không nghe được địa điểm và thời gian gặp mặt của chúng. Nhưng mà Cường Chính Ngón có nói tối mai có chuyện quan trọng phải làm, với lại chúng ta phải tìm được tất cả số gọi tới trong điện thoại của Cường Chính Ngón đều là 6638. 6638 là mã dùng của tỉnh Rayong, Thái Lan. Bangkok thì có nhiều kho thôi, tỉnh Rayong thì chỉ có một. Có nghĩa là tối mai tỉnh Rayong sẽ nổ kho. Mục tiêu hành động: xác định Cường Chính Ngón giao dịch với trùm ma túy nào của Thái Lan, sau đó báo với cảnh sát Thái Lan làm việc. Sawadee khao, sabadee mai. Chào, anh em tốt. Thì ra là Lê Khôn. Cường Chính Ngón, hàng của tôi là tốt nhất Thái Lan này. Từ nay chúng ta cùng nhau kiếm tiền lớn. Khắp bình khập, khắp bình khập. Không ngờ là mày, Phan Khi. Cậu là cậu giỏi lắm, Cường Chính Ngón. Từ đây Lê Khôn không thể làm ăn với anh nữa. Từ nay làm ăn với bang Cát Dận có vấn đề gì không? Anh là ai? Ở phố người qua ai cũng gọi tôi là Bắc Khi. Số hàng này coi như là quà ra mắt. Bắc Khi phải không? Hợp tác vui vẻ. Chào mọi người, tôi tên là Quyên Tường.
Cười vui vẻ như vậy đông đủ rồi sao? Xin chào anh. Tự mình giới thiệu rồi phải không? Tôi tên là Loan, gọi tôi là Tước Tước đi. Tóc lông cà chua. Tôi tên là Quỳnh Tường chứ gì. Biết hết là được rồi. Nè, tôi mời mọi người ăn uống cái đã. Xôi sầu riêng nhân xoài nổi tiếng nhất của Thái Lan. Tuy không cần ăn lúc nóng, các anh hai chị hai nể mặt một chút được không? Ê khoan đã, anh này anh nọ nguy hiểm dữ lắm. Sếp Trác đại khách mà, chắc chắn không có gì hay. Tự nhiên tỏ ra chu đáo, phi gian tắc đạo. Thông minh vậy. Không ngại nói cho mọi người biết, chúng ta phải ở lại Thái Lan thêm một thời gian. Xác định được tên trùm ở Thái Lan cũng chưa đi được sao? Ban các dân ở phố người qua Bangkok đấu đá với nhau nuốt mất hàng của người khác. Tôi đã báo cáo lên trên. Thì ra rất nhiều băng nhóm ở Hồng Kông lấy hàng của các dân. Cấp trên cho chúng ta moi thêm tin tức hơn nữa. Tức là còn phải tiếp tục ở lại khắp khuôn khớp rồi. Cứ tiếp tục khắp như vậy luôn cả tiếng Quảng Đông tôi cũng không nhớ nữa. Mặc kệ là kha hay là khớp, cô đừng quên bản thân là phụ nữ là được rồi. Anh đừng phơi đến đen quá, coi chừng quên mất bản thân là người Hồng Kông đó. Làm người Thái Lan cũng hay lắm, ăn uống rẻ lại ngon nữa. Cô thích như vậy ở lại đây suốt đời luôn đi. Ở lại đi. Vậy thì không cần phải ở suốt đời. Đại ca có ban cát dựng Trình Bạch Kỳ Bắc Khi, dưới trướng có một công ty tàu biển. Cấp trên tin chắc là hắn đã dùng để chuyển hàng. Mục tiêu hành động lần này, thông tin trong máy tính văn phòng của hắn. Lấy được thì rút ngay. Hơi, vậy cũng đỡ. Cứ sợ phải xăm mình cho đám người đó suốt đời thôi. Anh biết xăm mình sao? Xăm cho tôi một hình đi. Được thôi. Cô coi sau khi anh xăm xong phải đi xóa đã biết không đáng tin cậy rồi. Chắc chắn là dùng bản thân để tập xăm, xăm hư hình. Cái gì vậy? Trời, do như vậy là bông hoa, bông cúc. Là bách bộ xà. Bách bộ xà là hình xăm tinh thần ở Đài Loan, đại diện cho niềm tin và sự can đảm. Tốc lắm. Hình xăm này cậu đã xăm lúc làm nội gián ở Đài Loan sao? Niềm tin và can đảm tốt lắm. Mọi người vì làm nội gián lúc nào cũng làm đẹp, nhưng mà còn xăm hình thì phải xăm suốt đời. Các cậu xăm rồi lại xóa, xóa rồi lại đi xăm. Hình xăm có thể xóa, niềm tin và can đảm không thể xóa được. Mọi người ráng thêm lần này. Tạm thời ăn xôi xoài sầu riêng trước đi. Lấy được thông tin của các dân thì thu đội, về tới Hồng Kông đãi mọi người uống trà, ăn bánh có nếp chính tông. Cảm ơn sếp. Cảm ơn sếp. Anh Bắc Kỳ, có phải muốn làm massage thảo dược không? Phải. Vậy cho mượn chìa khóa tủ. Cảm ơn. Cậu cùng massage đi chứ, thư giãn một chút đi. Em cảm thấy làm người không cần phải thư giãn quá đâu. Khi gọi tôi tới. Anh Bắc Khi đâu? Anh Bắc Khi vẫn chưa về. Tôi đưa cô vào phòng đợi ảnh nha. Cô đợi anh Bắc Khi ở đây được rồi. Phòng này tốt hơn, không ai quay phim.
Hôm nay tôi không tiện cho lắm. Cô cũng biết anh Park Hee kiên kỵ thế nào mà. Tôi kêu người khác tới thế rồi. Vậy cô kêu bạn của cô lập tức tới đây đi, đừng để anh ấy đợi lâu. Ừ, được rồi. Dạ. Sawadikap. Alo, đội sửa điện phải không? Phải, có thể giúp gì cho cô được không? Chỗ chúng tôi là hãng tàu cát dẫn phố người qua. Ở đây đột nhiên bị cúp điện, phiền anh cho người tới kiểm tra giùm. Không thành vấn đề, lập tức cho người tới ngay. Tới sửa điện. Cho anh đó bị cúp điện rồi, mà lên trển đi. Cảm ơn. Chào cô, tôi tới đi sửa điện, có phải bị cúp điện không? Dạ phải. Tủ điện đặt ở đâu? Tủ điện ở bên kia, đi theo tôi. Về ở đây làm phiền anh nha. Tôi tự lo được rồi, cảm ơn cô. Không có gì. Xong hết rồi. Cảm ơn anh. Xong rồi hả sếp? Cà chua đâu? Vẫn chưa thấy quay lại. Không lý nào, cậu ta lái xe nhanh lắm mà. Cà chua nè. Sếp hả? Lúc nãy xe của tụi em chạy nhanh quá, bây giờ xe bị chết máy, tụi em không thể tới được. Hết giờ rồi, chúng ta tự đi làm đi. Cơ của anh căng lắm, hay là tăng thêm một suất tôi lấy dầu xoay bóp giùm anh. Không cần đâu. Không phải đâu, có thể giải độc loại phù thủng đó. Tôi có muốn toàn thân đầy mùi dầu. Dầu của chúng tôi là dầu thực vật tự nhiên mà, nhiều công hiệu lắm. Nè, đại ca tôi nói là không thích toàn thân toàn mùi dầu rồi mà. Không xoa dầu hay là thêm một suất đi. Không cần đâu, xoa thêm phần cổ giùm tôi là được rồi. Nè, đang cày xe, ráng giữ lại đi. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Xin lỗi nha, làm dơ hết rồi. Để tôi lấy khăn ướt cho anh. Không cần đâu, tôi phải đi. Không phải. Làm gì vậy? Sợ gì chứ? Tôi vẫn trả tiền bo mà. Hả? Cảm ơn nhiều. Thank you.
Thưa ông, tôi có thể giúp gì cho ông? Sếp à, sếp lái xe cười như vậy em không thể nhận gậy của sếp được rồi. Lúc phải cứu mạng cậu sẽ biết ngay. Trời, đuổi hả? Chính xác, hoàn thành nhiệm vụ. Hồ sơ của bác Khi có đầy đủ thông tin tàu chạy và khách hàng của hắn. Có luôn hồ sơ xuất nhập hàng của hắn nữa. Vậy những chi tiết này chính là đối tác làm ăn của ban Cát Giận. Bây giờ luôn cả hai bên đều được ra hắn. Hắn chết dài dài thôi. Hay lắm. Nè, tôi định tranh thủ về Hồng Kông. Mọi người thấy sao chứ? Cũng được. Làm tốt lắm. Bây giờ tôi gửi báo cáo cho cấp trên. Sau khi xong việc, về Hồng Kông uống trà. Không thể đi. Bánh xếp nếp quá cô. Bánh xếp nếp thôi. Nè, nhân lúc còn thời gian chỉ chúng tôi chơi trò ném đá này đi. Chơi sao? Sao hả? Nè. Sao hả? Sao hả? Nè, mọi người có thể ném cao hơn. Nè coi nè. Ba năm trương Trắc Hải đi. Xong hết rồi. Còn có kết quả bất ngờ nữa. Lần này cảnh sát Thái Lan thật sự phải cảm ơn chúng ta. Không phải là công lao của tôi, cũng nhờ đám anh em. Ba Nam làm ơn viết hồ sơ của em sạch đẹp một chút.
sếp Trác, đây là sếp Trần, tổ điều tra nội bộ CAB. Và đây là trợ lý giám đốc sếp Hứa. Sếp Trác, sáng nay tôi mới nhận được báo cáo chính thức của bên Thái Lan. Cũng giống như bản lần trước, vụ nổ lần này là một tai nạn khí ga không may. Vụ nổ dính líu đến nhân tố con người, nhưng mà quy định của ngành tạm thời anh phải đình chỉ tiếp nhận điều tra nội bộ. Trên hình thức phải làm như vậy thôi. Thật ra chúng tôi nhận được một bức thư cảm ơn do cảnh sát Thái Lan gửi tới. Nó là hành động lần này nhận được rất nhiều thông tin. Tất cả hoạt động của ban cát vận đều tạm ngừng hết. Cho nên trên cơ bản, hành động này vẫn được gọi là thành công. Sếp à, tôi có một thỉnh cầu. Anh nói đi. Tất cả anh em làm đồ gián ở bên ngoài bấy lâu đầu tắt mặt tối, tôi hy vọng ít nhất cũng có thể khôi phục vinh dự là cảnh sát Hồng Kông của họ, đưa họ vào danh sách tuyên dương. Sếp Trác, có lẽ anh cũng biết ngành cảnh sát không có cơ chế đó. Vì có thể phá lệ một lần không? Nếu đưa họ về chung tại đây, tức là nói cho cả thế giới biết chúng ta có nội gián hy sinh ở Bangkok. Hành động lần này là do cảnh sát hai nước bí mật tiến hành, không thể tiết lộ được. Quy định và cơ chế quan trọng hơn năm mạng người. Tôi biết bây giờ anh ân hận lắm, hy sinh mất năm anh em. Nhưng chúng ta vẫn có rất nhiều nội gián đang làm việc bên ngoài. Công khai bí mật thì sao chứ? Sinh mạng của họ thì sao? Cũng sẽ bị đe dọa bất cứ lúc nào. Đã là nội gián, xác định có khả năng phải liều mạng, xác định có khả năng phải hy sinh. Anh là sếp của họ, anh nhất định phải hiểu đạo lý này. Hãy nhớ, cảnh sát là đội quân kỷ luật, nhất định phải theo mệnh lệnh của cấp trên. Đừng nên tự ý hành động. Ông chủ lớn đã ra đường. Bánh nhân nho, bánh nhân dứa, tới lượt hai người biểu diễn rồi. Biểu diễn kết thúc. Theo tới đài giao thông tiếp theo, sang quý thay thế. Tụi em chưa trổ tài nữa mà. Lúc sắp Trác theo dõi, các cậu còn chưa đủ tư cách làm lính quèn nữa mà. Xin lỗi sếp Lê, lộ rồi. Tất cả thu đội đi, tôi theo cho. Từ mất dấu. Thu đội, chào anh. Anh muốn ăn gì? À, mì cá viên, sợi lớn, thêm giá lấy nước đạm, thêm chút dầu mè và giấm. Anh biết thằng quỷ đó sao? Tôi là bạn của Tốc Long. Thằng quỷ đó làm lưu manh, anh biết nó chắc chắn cũng không phải là người tốt. Đi giùm tôi đi, tiệm nhỏ của tôi không dám tiếp ông chủ như anh đâu. Bà gái bác khoan giận đã. Bây giờ Tốc Long làm ăn chân chính rồi,
đúng lúc cậu ta đang làm ăn nhỏ ở Thái Lan, coi như là kiếm được chút tiền, nhưng mà không thể bỏ đi được. Con ghé qua Hồng Kông cho nên nhờ con tới thăm bác. Sẵn tiện giờ con đưa miếng ngọc này cho bác, nó là phù hộ cho bác được bình an và mạnh khỏe. Thằng quỷ đó thật sự làm ăn chân chính sao? Bản chất của cậu ta không có tệ đâu. Anh nói dối. Thằng quỷ đó do tôi sinh nó ra mà. Bản tính của nó ra sao tôi không biết sao? Bụng dạ của nó không tốt, hết thuốc chữa rồi, nó mà đổi tính làm ăn chân chính sao? Không thể nào. Nếu đúng như vậy, tôi tự chặt đầu cho anh làm ghế ngồi cũng còn được. Bác gái đi. Bác gái à, bác hiểu lầm anh ấy rồi. Miếng ngọc này anh đem về trả cho nó đi. Đi đi. Bác gái à, đây là tấm lòng của Tóc Long mà, con xin bác hãy nhận dùng. Miếng ngọc này anh kêu nó tự đeo đi, nó làm chuyện phạm pháp mà, nó càng cần được phù hộ bình an. Nếu có lòng thì về đây thăm tôi đi. Cảm ơn anh Quyền. Đám lính của tôi vẫn chưa hiểu. Kỹ năng theo dõi chỉ là phụ thôi, quan trọng nhất là hiểu rõ mục tiêu. Bạn bè mấy chục năm nay, tôi biết anh không làm bậy. Cấp trên đã căn dặn rồi, tôi buộc lòng phải làm việc thôi. Anh đã giúp tôi, nhưng luôn cả một di vật tặng lại cho người thân, tôi cũng không làm được. Đưa miếng ngọc cho tôi đi. Tôi và anh đều là người thân của họ. Họ đã được tôi và anh cùng nhau đích thân đưa về. Tốt lòng. Tôi nhớ lúc mới bắt đầu cậu ta nhút nhát lắm. Tại sao chúng ta lại chọn cậu ta chứ? Lúc trước anh nói con người anh ta biết sợ, làm gì sẽ cẩn thận hơn. Còn Tứ Thước, lý lịch gia đình tốt như vậy, không cần lo nghĩ gì. Tôi thì nói gia thế tốt, không dễ bị lợi lộc chi phối. Tôi nhớ cà chua, cậu ta tham ăn lắm, không thể vượt qua thể lực. Nhưng mà cậu ta là vua tốc độ của cả đội. A Loan, tôi cũng định cho cổ thi vào cảnh sát. Chúng ta thấy cổ xinh đẹp, đúng lúc thời đó đang thiếu một đội gián nữ tiếp cận đại ca. Anh Khải, chuyện đã qua rồi mà. Còn Quynh Tường, Ngụy Tuấn Tường, vì đồng lương thi trường cảnh sát, chưa kịp tốt nghiệp đã văng tục chửi sếp, bị nhà trường đuổi học. Ban đầu tôi nghĩ cậu ta làm không được bao lâu, chớp mắt một cái đã làm đến khi chết. Đủ rồi, đừng nghĩ nữa. Tôi không thể dễ quên như vậy. Tất cả bọn họ đều do tôi lựa chọn. Cuối cùng không có người nào có thể trở về. Nếu tôi không kêu họ làm nội gián, kết quả sẽ không như vậy. Tất cả họ, ai nấy đều cam tâm tình nguyện làm công việc này mà. Anh cũng biết mà. Cố gắng nghỉ ngơi đi, sau khi phục chức làm lại từ đầu. Tôi muốn từ chức. Anh chấp nhận không làm cảnh sát tiếp sao? Bắt đám anh em hy sinh oan uổng, tôi không làm được. Anh còn nhớ Trần Quang Hỷ không? Chúng ta làm cảnh sát giống như là đi trên dây thép vậy, hễ bị sảy chân thì không thể nào quay đầu lại được. Anh Khải ơi, có từ chức hay không là quyết định của cá nhân anh, nhưng anh phải hứa với tôi đừng làm Trần Quang Hỷ thứ hai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
起，寒和全部不理，有生之年我伴你。